chiều hôm qua. Rồi. Ô, bác Xuyến chưa có đồ ăn, chưa chưa muốn có đồ ăn mới qua bác Xuyến. Đó, đó, bác Xuyến. Món gì? Đó, cá. Tôm, cá. Mì thì ăn cái món, món toàn đồ biển nữa. Không có, không có. Đó, quay cô Thu, bác Thu ra. Hai miếng cá, hai miếng tôm, hai miếng gà. Đó, ok. À. Cái angle nè. Không thấy gì nữa đâu, cái đầu miếng sáu riêu. Chú Hải nhìn cô cút kìa hơn đấy. Ok. Không thấy gì đâu mà ngủ ra. Anh thò cái đầu ra còn đưa chưa thấy. Rồi, thấy rồi đó. Ok. Ok. Món mì lại không thấy ngon bằng món này. Đúng không? Sao dùng toàn là fresh, cái này nó fresh. Không sẽ cho chú Hải luôn. Ok. Đó, để quay quay cái thùy hình, quay cái thùy hình cái. Cái thùy hình. Hả? What? Oh yeah, ok. I don't know what to say. Ôi là gì mà ô được không? Can you see all hả? Thank you very much. Hôm nay mình hai mình gặp mấy người thuộc hình chúng mình. Cái thuyền hả? Bác Xuyến. Ủa đồ ra hết rồi đó. Đó, vậy rồi sao? Đó, qua cái tàu, ok. Ăn cơm nha. Món này ngon đó nha. Có thể đổi nha. Món này. Ủa sao của mình là toàn salad không vậy? You gọi là seafood ladder. No, somebody order sai rồi. Cô có phải dưới lộn đĩa của chỗ này không? Mai phải. Đó là seafood market, that's what it is. Market, ok, cũng được. Oh, this is sushi, right? Ok, ok. Rồi giờ ăn ha. Cô sẽ share cho cô Hà, chú Hải. Ok. Đó, ôi, hai người lên leo lên cái thuyền nữa kìa, đó. Đó, để thu, người thường ta leo lên mà. Ngồi chú ăn ở đây đó. Rồi, ăn nha.